Lâu chứ nhỉ, đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ. Rồi con ngồi xuống đi, cứ đi đi lại lại, mẹ đang xem nó cứ chắn hết cả tivi của mẹ. Nhưng mà con hồi hộp. Hồi hộp cái gì? Không biết được là vợ con đỗ hay vợ con trượt. Yên tâm đi, cái Hở nó thông minh như thế chắc chắn sẽ đỗ, mẹ tin vào nó. Cứ phải lo lắng. Vợ con về. Dạ, con chào mẹ. Này, con ơi, tình hình thi cử thế nào rồi? Đỗ chứ? Trượt quả chuối rồi mẹ. Trượt. Đấy, con đã bảo rồi mà, thi khó lắm. Này, thi khó như thế nhá, em không việc gì phải buồn cả nhá. Ừ, nhưng mà chán lắm đấy. Thôi, không việc gì phải chán. Bây giờ con lên trên nhà tắm rửa đi cho nó thoải mái. Còn hôm nay mẹ sẽ nấu cơm nhá. Một câu này bày câu khác rồi ạ, không việc gì phải buồn nhá. Rồi, lên đi. Đấy, cứ ỉu xìu thế, khổ thân. Chị, mình phải nấu cơm rồi ăn uống thật là tưng bừng để ăn mừng thôi mẹ ơi. Sao lại ăn mừng á? Vâng. Ôi, nó thi trượt như thế lại ăn mừng là như nào? Thì vợ con thi trượt với ăn mừng chứ. Này, vợ con trượt nha, thì vợ con không phải lái xe ra ngoài đường nữa, con đỡ phải lo. Bắt được quả tang rồi nha. Thấy vợ trượt bằng lái xe mà lại ăn mừng. Thì... Em cứ định buồn bã một tí để xem là những cái lúc mà em buồn như thế thì anh an ủi em như thế nào. Hóa ra là anh ăn mừng cơ đấy. Ăn mừng đi. Nhưng mà không phải là ăn mừng bởi vì em trượt, mà ăn mừng bởi vì em đỗ rồi. Con đỗ à? Yeah. Sang trái. Sang phải một tí. Phải. Kìa, sang trái. Đấy, sang phải một tí. Phải một tí. Nhưng mà nhớ vào với cái xe này sao? Thẳng tay lái đi, thẳng tay lái đi. Khổ thế nhỉ. Kìa. Khổ quá, nói nhiều thế nhỉ. Cứ để cho người ta phân tâm cơ. Thì đấy, anh đã bảo với em rồi, em chưa lái được đâu. Bây giờ em phải học cái xe mà chuyên dụng, xong rồi có thầy ngồi bên cạnh ấy nhá. Thì em mới có thể học được lái. Chứ bây giờ em cứ như thế này thì làm sao mà kia sẽ ai ôi. Khổ quá, anh cứ nói nhiều á, em phân tâm em lao vào nhà người ta rồi đấy. Nhưng mà đi cẩn thận. Nào cẩn thận kìa, cẩn thận. Quyết. Lùi đúng không? Lùi một nhẹ ga thôi. Thả ra, phanh. Nào. Lên. Nào, từ từ thôi nhá. Cẩn thận nhá. Sang trái đi. Từ, bẻ sang phải nữa chứ. Ôi, sao sát thế? Thẳng. Dễ trái. Trái, xi nhan đúng rồi. Hết lái. Ôi, chỗ này hẹp thế nhỉ? Rồi, cẩn thận. Rồi, kia. Rồi. Tập lái căn bản là tại con có bằng rồi nên con cũng... Đã bảo rồi, có bằng ấy chưa chắc đã lái được đâu. Kinh nghiệm của vợ lái ra ngoài đường còn ít. Bây giờ vợ cứ lái như thế này rất là nguy hiểm. Bây giờ đã bảo nha, là vợ phải thuê một cái xe chuyên dụng này, xong rồi có thầy dạy đàng hoàng thì vợ mới lái ra ngoài đường được. Thôi, không cãi nhau nữa, đưa tôi vào trong nhà. Vâng. Khổ quá cơ. Thôi, tôi đi được. Giời. Trưa nay nhà mình nấu canh nhá con nhá. Vâng. Lâu lắm rồi thì các con chả nấu canh nấu kiếp gì cho mẹ ăn gì cả. Toàn ăn thịt thôi. Sao giờ này cái con Hở vẫn chưa về là sao tôi không biết. Con biết làm sao được ấy. Chồng ơi. Cái gì? Chồng ơi mẹ ơi. Cái gì đấy? Dạ con gây tai nạn rồi ạ. Tai nạn thế nào? Tai nạn như nào? Thì em đang tập lái khu phố nhà mình ấy. Cái lúc mà lùi xe ấy,
em đã quan sát kỹ lắm rồi chứ không phải không kỹ đâu. Nhưng mà chả hiểu sao lúc lùi bụp một cái, thế là hóa ra là em phi ngay vào đầu một con xe đằng sau. Nó dồn toa 5 xe liền móc hết. Ôi rồi. Trời ơi, tôi đã bảo rồi, chưa lái được đâu mà cứ thích lê tê ra ngoài đường làm cái gì. Em biết rồi, thế từ ngày mai em đăng ký luôn cái lớp học lái trong trường lái. Bao giờ mà em nhuần nhuyễn rồi thì em mới dám lái ra ngoài. Thôi thôi thôi, chuyện nó đã rồi, bây giờ có trách cũng không được nữa. Con gây tai nạn ở đâu, đi ra đi giải quyết mau lên. Dạ, ngay chỗ đỗ xe. Đi ra đi, nhanh lên. Đi đi.